Sướng như trợ lý Thùy Tiên, bé hai hết được dẫn đi đu idol đất Thái, còn được vi phu đi du lịch thoải mái. Cái gì vậy bà nội? Đỗ Duy Nam hay còn được biết đến bằng biệt danh bé hai là một trong những trợ lý thân thiết của Hoa hậu Thùy Tiên. Anh là người lo lắng chăm sóc cho cô từ A đến Z, bao gồm luôn cả việc là vệ sĩ bất đắc dĩ cho cô tại một số sự kiện. Ngoài công việc, anh còn là người em thân thiết của nàng hậu và nhận được nhiều đặc quyền khiến nhiều người ghen tị. Ở hầu hết các chuyến đi du lịch của Hoa hậu Thùy Tiên đều có sự xuất hiện của bé hai. Anh được tận hưởng mọi dịch vụ cao cấp giống với nàng hậu. Đầu tháng 1 năm 2023, người đẹp sinh năm 1998 có chuyến đi Thái Lan để tham dự concert của nhóm nhạc Blackpink. Cả cô và trợ lý đều mua vé VIP để có thể tận hưởng trọn vẹn không khí sôi nổi của buổi hòa nhạc. Chiếc vé VIP siêu hot của nhóm nhạc nữ đình đám xứ sở Kim Chi có giá đến hàng chục triệu đồng và được nàng hậu thẳng tay mua luôn hai vé cho bản thân cũng như cậu trợ lý thân cận. Đúng là bộ đôi tấu hệ chưa bao giờ là ổn. Sang đến đất Thái, hai chị em vẫn rất chăm chỉ mua vui cho cộng đồng mạng. Chuyện là trước ngày được đến concert, Thùy Tiên còn tranh thủ luyện giọng trong nhà tắm với bài hát của Blackpink. Khiến bé hai có muốn ngủ cũng khó lòng ngủ được. Hẳn là thành viên thứ 5 của nhóm nhạc Hắc Hường cũng đang rất nôn nao để được gặp chị em đây mà. Trước đó khi có dịp làm việc bên đất Thái và gặp được nam thần tượng của mình, bé hai đã nhờ Thùy Tiên đến để bắt chuyện làm quen giùm mình. Ngay lập tức, nàng hậu cũng cực nhiệt tình đến chào hỏi và còn giới thiệu bé hai cho nam thần tượng. Chị nói là em thích ảnh lắm, chị nói lộn khỏi phải nói, anh chàng tỏ ra ngượng ngùng và cũng không giấu nổi sự mãn nguyện. Sau khi kết thúc chuyến đi đu idol mãn nhãn nơi đất Thái, Thùy Tiên về Việt Nam ăn Tết và sau đó có chuyến đi đến Hàn Quốc để du lịch. Chuyến đi đó có sự tham gia của Hoa hậu Tiểu Vy và lẽ đương nhiên, bé hai trợ lý cũng có mặt. Anh chàng theo sát mọi địa điểm mà hai người đẹp check-in, trở thành phó nháy siêu xịn, ghi lại những khoảnh khắc thả dáng tuyệt vời của hai nàng hậu. Và tất nhiên là với độ chụp hình nhiệt tình cho hai chị hậu của bé hai, thì bù lại anh chàng cũng được người đẹp chụp lại cho nhiều chiếc hình xịn sò không kém. Những đặc quyền xịn sò này mà bé hai nhận được đều xứng đáng với những gì mà anh bỏ ra. Xuyên suốt một năm làm việc, anh luôn đồng hành cùng Hoa hậu Thùy Tiên mọi lúc mọi nơi, chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ cho người đẹp. Nàng hậu từng chia sẻ, hình mẫu bạn trai lý tưởng của cô chính là nam trợ lý của mình. Anh sẵn sàng ngồi gấp từng miếng hành lá cộng rau thơm trong hộp bún cho người đẹp, đứng quạt mát liên tục để Thùy Tiên thấy thoải mái. Vì thế không khó hiểu khi Miss Run International 2021 cưng anh đến như vậy. Bé hai không chỉ được Thùy Tiên yêu thương mà fan của nàng hậu cũng dành cho anh nhiều tình cảm. Điều này không phải tự nhiên mà có. Anh chàng cũng trở thành cái tên quen thuộc trong cộng đồng người hâm mộ Hoa hậu Thùy Tiên. Trang cá nhân của anh cũng hot không kém khi có gần 40.000 lượt theo dõi. Bạn cảm thấy như thế nào về những đặc quyền siêu hot này mà nàng hậu đã dành đến cho trợ lý của mình? Hãy chia sẻ cùng chúng tôi nha. Giảm cơn thành.